Ê, chào mừng quay trở lại với tập tiếp theo của GTA 5 Online. Như ở tập trước mình đã hứa các bạn là mình sang tập mới mình sẽ chơi cái chế độ cướp ngân hàng. Hiện tại mình vẫn chưa biết gì một tí gì chi tiết về cái nhiệm vụ cướp ngân hàng tiếp theo cả. Nhưng mà hiện tại mình sẽ giới thiệu các bạn. Hôm nay có một thành viên mới chơi cái chế độ này cùng chúng ta. Đó, có lẽ các bạn biết anh ý hoặc là các bạn không. Thì mình xin giới thiệu đấy là anh Hà Ezio. Thì các bạn hãy chào anh ý và anh Hà chào khán Hello, giả chào đại hôm nay. ca. Như vậy thì như bạn thấy thì cái nhân vật mình đã trở lại và nhân vật con trai đó nhìn rất là đẹp trai, ga lăng gì hay không không biết đó, nhìn rất là lịch lãm đúng không đấy. Ok, để bởi vì căn bản là nhiều bạn kêu là cái nhân vật nữ mình xấu quá, mình phải đổi lại chuyển sang một cái nhân vật nam khác. Và vẫn chơi cùng mình là anh Lực Cái Việt, nhưng mà không biết anh chạy mẹ đâu rồi, đâu đâu Chuyên gia đi lạc mà đừng hỏi. đâu đấy rồi Ủa quá. Sao đùa, mấy ngày ông chưa thay cái bộ đấy rồi ấy Lực ơi, hôm qua mà mặc quần ngủ quá, mặc cái áo gì đâu lên sao đâu ấy. mới Cởi luyện động nát chân gì nữa. đầu tiên phải là động nát rồi á. À, trông dép lào lủng các thứ, quần ngủ ấy, Thấy áo còn chả mỗi có ngày áo hoạt trong động nữa, đi đầu tóc ngủ thì ngủ bù là phải thoải xù, mái. mẹ mặt thì thâm xì, chả hiểu ông sống kiểu gì á. À, phải cơ động lên tí chứ, sai để cuộc đời nó nhàm chán đấy. Thôi bây giờ chúng ta vào phòng Anh mang phong cách Trevor mà. Trevor thích làm bộ, thích làm Trevor à? Bần 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 bựa 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 Chơi cho bệnh tôi. bệnh. Chơi cho Ok, chúng ta tiến vào cái nhiệm vụ cướp ngân tôi. hàng tiếp theo. Cái nhiệm vụ ấy 4 người nhưng mà hiện tại mình chỉ có 3 người thôi. Nói chung là ông Hiếu thiếu tâm trọng cái gì đây. Cái lần lên kế hoạch này sẽ, ôi cái này là cái prison break à? Ồ, vượt ngục à? Cái nhiệm vụ này có tên là vượt ngục này, sẽ mất đến 40.000 đô. Nghĩa là cái lần mà đầu tư và cái lần lên kế hoạch này sẽ mất 40.000 đô. Ok, có vẻ nghiêm trọng ấy. Sao tự nhiên lần này lại mất tiền vậy ta? Kinh phí bỏ giấu mà Kinh à, tí nhận về được có 50.000 thì thôi mẹ. Mất 40.000 chi trả. đi phần Đây, chia ra mình mời Lực sẵn rồi, mình sẽ mời nốt hai Dio cái. Hai Dio rồi. À, đây tôi vô cơ. trong rồi. Nay sau không vào trong cả bọn tôi. Ở à, đây ở đây joy joy rồi. Rồi mình phải dân cướp Ok này ok à. ok ok Vậy là để xem nào. Cái nhiệm vụ này là như các bạn thấy là Prison Break, vượt ngục. Được tạo bởi Rockstar, được cái cấp độ để có thể tham gia cái nhiệm vụ này là level 12. Người lần này là 4 người chơi. Và cái giới thiệu là chúng ta phải giải cứu cái thằng Rash Kopski khỏi cái nhà tù tên là Boiling Brook thì phải. Cái Boiling Brook mình không biết là tên của cái gì nữa. Sẽ sử dụng cái phương tiện di chuyển là xe buýt. Đó, linh tinh linh tinh linh tinh. Rồi chúng ta phải đi vào đấy và cứu nó ra. Đó. Vậy thôi. Giải cứu tù nhân thì chỉ có thế, làm nhào nữa. Có một cái chi tiết nữa là may anh bạn Hà Ezio mình sắp tới sẽ quay cái GTA offline lẫn online, thì mình sẽ để link ở dưới cho các bạn, muốn theo dõi bạn ấy thì bấm vào, thì mong các bạn ủng hộ anh ấy. Ok, matchmaking này. Rồi có ông còn gì để chăn trối nữa không? Nếu không thì tôi sẽ vào đây. Tôi muốn nói là hôm nay lần đầu tiên tôi được giao lưu và kết hợp với hai thành viên trong hội bữa gaming và hy vọng là hai người sẽ giúp mình vượt qua được cái nhiệm vụ này rồi xong Tôi chả biết tự tôi vượt qua được không, giúp ông sao. Được ấy, bạn 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 thân ông này, ra xem này Lực. Rồi, ok. Đâu rồi, đâu Giới thiệu rồi, với mọi người, đây là anh em đâu sinh tồn của mình. Anh em của mình đây. Đây là mẹ ra người dị tật. biết đâu thằng này lòi ở Đó, đâu ra. Người anh em sinh nhìn là màu tóc. Tóc mình màu nâu nó, tóc mình màu xanh lục nó đâu chứ. má Rồi, 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 rồi.
Què chứ, nó còn bị À, xin lỗi là anh này kiểu là què. bị trộn bị té rồi chứ. Xin lỗi anh này lúc sinh ra anh bị bẩm sinh là tật nguyền rồi. Tật 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 bẩm sinh. Mẹ tao nói mày rồi, yếu thì ở nhà đi, thích ra gió hoài. Tôi Thôi. xong session của bọn ông ở đâu đây? Hey, tôi mời vào đây. Bò lạc thằng này mà thằng này cũng bò lạc đây. À, hài vậy. Thôi vô vô Ở phòng đùa đi, không? vô Đây phòng chỉ chờ. là kiểu lẩu game thôi. Từ đâu vào vào thăm Kiểu là mình thoát ra nó còn càng nhân vật kìa. vào thăm Mr. Lực à? Ủa gì này? Còn nó có còn Mr. Lực đấy không? Còn. Đâu Còn. đâu 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 Vô đây. Đây đây Đây, rồi. Rồi chúng ta làm lại này. Yeah. Rồi, vô hết đây đi mày. Cho cả thằng bạn lực vào. Bạn mình đấy, anh em ơi vô đây. Rồi, giờ đã đủ 4 người làm thôi. Quả tóc À, kiểu mất thêm 40 cành nữa. Chris Hemsworth à? Mà hài vậy. Phó xăm. Mày sao anh nào mà cũng đồ vét kính nhỉ? Mình mà mặc mẹ chuyên nghiệp. Ông nhìn có nhìn con lực. Ơ sao không thấy nào ông Hà cũng đâu? đeo kính trần. Ông Hà đâu rồi? Ở đây Hà đây. Không Rồi. làm cái tụi dân tư sản này mặc dạy vô đạn phát mình vô sản nghèo. À, má hài vãi. Mà tự nhiên nhưng mà bị kéo bị ai vô đập chết người thằng anh em mình không quen. The transaction pending à? Ai mua gì? Ok. Xong rồi. Mở cửa, mở cửa. Ô. Để chào anh. Mr. Quest, ngài Quest nói về công việc của chúng ta, nhưng mà không không ở đây à? Là sao? Không, tao không hiểu. Sao? Có việc gì? Có phòng đằng sau. Kìa. Này ai ấy? Anh nào kìa? Ai gõ chuông em nào ấy? Ui mà đít dài thế. Ui ba ông thần này mẹ tưởng ai. Vãi. Vãi tưởng ai quan trọng lắm mẹ. Ba thằng vẫn lù lù đi vào. Nhìn cái thứ mình là sai thiệt thôi. Mà ông lực mấy ngày ông tắm vừa vậy. Thôi vãi. Đây rồi. Ôi thằng này người Nga không ạ? Maxim Raskovski. Cái thằng mấy cái thằng có cái từ ski ở dưới mẹ toàn là Nga. Toàn Nga. Tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development engineer. Ui, thằng này ấy đấy, thằng này lắm nghề đấy. Ô ok. Accused of espionage along with everything else. You don't remember. Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does. Thằng này kỹ sư kế toán linh tinh, kẻ hiếp dâm nhiều vãi. Incarcerated for a crime he did commit, but well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Nhiệm vụ chính là phải giải thoát thằng này ra. Hồi nghiệp túc đi các thím ơi. Mà vào nhiệm vụ khó rồi. Ui, cần máy bay. Tôi. Nhưng mà tôi lái không có hay. Sau đó sẽ cần phương tiện di chuyển. Of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed, play it cool. You might not have a problem. That's a two-person job, max. Nhiệm vụ hai người. Cái này, à, cái này chia chia ông ạ. Hai thằng một một nhiệm vụ. Okay. Mr. Crest said thì ông Hà đi với ông gì? Ông cũng quay không? Tôi với ông béo đi. Tôi đi với ông Lực. Okay. Vẫn vẫn liên lạc được với nhau mà có gì đâu. Ôi, thằng kia. Đây, Prison Break. Chúng ta phải lấy máy bay. Các bạn nói chung các bạn bỏ cái đoạn hội thoại vừa rồi đi. Chúng ta đi về nhiệm vụ chính này. Cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta là cướp cái máy bay từ cái bọn Vagos gì đó.
tại cái trang trại McKenzie để cướp máy bay để bay chứ làm gì nữa đúng không? Cướp xe bus để có thể cái máy bay ấy, là nói chung cái này chúng ta phải đi xuyên quốc gia, phải cần máy bay để khi mà giải thoát được cái thằng người Nga thì chúng ta tiễn nó lên máy bay như sếp và đưa nó về. Mình nghĩ là vậy. Đấy, còn cái đấy, còn mấy cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ tính sau. Làm cái đầu tiên đi đã. Ok, do. Đó. Má chuyên nghiệp vãi nồi. Nghiêm túc đi mấy thím ơi, đừng có cười á. Ông cười tôi không tập trung được. Tôi cần phải có một cái sự chuyên nghiệp riêng của tôi để mới có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này. Nhà ông Hà ai thôi, chuyên nghiệp và cái chuyên nghiệp phần ông Hà chuyên nghiệp vãi nồi. Ui trời ơi, má sao nhìn thằng Hà ngu ấy. À, đây, để tôi làm pilot cho. Tôi sẽ ở đây ai lái máy bay được không ấy? Ngoài tôi. Ông lái đi, ông lái đi. Nhờ tôi đỗ không có tốt đâu. Không sao. Rồi chọn áo khác đi ông ơi. Má. Đây rồi. Sẽ lái mẹ. Má xấu vãi. Này cho đồng bộ. Làm như vậy cho người ta tới mình bị thương để rồi không ai quýnh mình. Mặt nạ màu hồng. Mặt nạ màu hồng cho nó hoàn tộc. Vãi gay. Rồi. Rồi chúng ta sẽ lấy con SD của tôi chạy vô nhanh nhá. Rồi. Ông lực sử dụng con Bugatti của tôi. Làm như vậy để đánh lạc hướng kiểu nó tưởng mình bị thương không như quýnh mình. Nó chơi chiến thuật chứ. Nhìn nó càng phải bắn nhìn thế. Ready ông ơi, 4 phút kìa, lâu vãi. Ready kìa. Ready cho nó giảm thời gian cooldown em. Đó. À. Sao lần này nó không. Ui sao thằng nào mặc áo cũng dày cộm này. ông Lực nhìn mặc lạ vãi. Ông Lực đang khổ rách nhưng tự nhiên giờ mặc. Rồi, lấy con Bugatti nó chạy này. Rồi, vẫn như thế phân chia ra. Rồi giờ chúng ta đến. Ông Lực lái ạ, vãi. Driver mà ông sẽ làm nhiệm vụ chính mà. Đi đây. Ôi. Chúng ta sẽ đến thẳng cái trang trại của bọn McKenzie để cướp cái máy bay. Có nhiều ta, 1 kia. 4 km kìa. Rồi, cố lái đi men. Cái nhiệm vụ này thì mình nghĩ là sẽ phải tách ra làm từng tập một. Đây là hy vọng là các bạn sẽ không có chịu. Phải xem checkpoint đi ông ơi, sao không đi nhầm ấy, mất thời gian. Tôi thấy người ta bảo cái nhiệm vụ tiếp theo khó lắm. Tiếp theo cái nhiệm vụ hai người ấy, là cái này. Tôi thấy có 5 nhiệm vụ cướp ngân hàng đó. Vãi ông Lực, bình tĩnh em này. Xíu em à. Lái được con Bugatti của anh sướng quá không? Tay run lái, mẹ ta anh tinh. Rồi, đi vô tới đâu kênh này? Cứ đi đi, để đi đi, rẽ phải nè. Bản đồ, từ từ. Gì, xem bản đồ, nhìn định hình đường rẽ mà. Ông thần. Không xem bản đồ, nó xa bao nhiêu kìa. Nó nằm ở chỗ 3 cây vào con, cho con Bugatti để chạy tầm khoảng mấy phút tới. Nhưng vào tay ông Lực thì chắc phải 10 phút. Đi thẳng Lực, đi thẳng ấy. Đấy. Phần cái. Lại còn drip nữa, bảy đặt. Bọn này nói toàn kiểu từ chuyên nghiệp, nghe chả hiểu gì. Hai ông kia đi làm riêng đúng không? Thế bây giờ bọn ông đi cả bọn tôi à? Đi chung mà. Đi chung mà, nhưng mà con của mình đi nhanh quá, tưởng các ông đi chỗ khác. Trời, đi xa. Còn quanh thế giới nè. Ok. Đừng xa. Đi cách ok, ok. Xa mấy, vậy nên nói đóng con Bugatti quá đẹp. Bugatti lái nhanh bám đường không e, má lái ở đây tự tử ấy. Tôi lái hơi mệt đó mà, 40.000 đô của tôi đấy, tiền không phải là nước đâu. Bây giờ không bị hư sức mẻ gì hết rồi chưa? Vai ông thần. Có cá chín vô không ấy? Hơn một cây á. Sủa, đi con xe trắng này đi qua bụi đất mà chả thấy bẩn thì Lực ha, hay vãi.
xe gọi là xe chống bụi hả? Ngày trước có xe chống đạn, bây giờ có xe chống bụi. Thế mới ghê. Một cây nữa. Cái điện tắt nhanh hơn nhỉ? Nhìn hai ông kia đi khổ quá. Biệt đội hít khói ấy, má. Đến rồi. Ơ nhưng mà đến này, nếu mà nói thế thì tôi có ông lực đủ cướp rồi, sao lại cần đến 4 người? Cái này cướp vào không ta? Cái này cướp vào không? Ờ đúng rồi, cướp. Cướp máy bay. Thôi cứ đi đi, nấp đến một chỗ rồi chờ, sao đâu, mình chơi để xoắn này. Tôi có 3 suka mà. Thấy cái đàn lúc trước ông nhổ 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 nhổ. Nói chung là cái nhiệm vụ trước nó cũng hơi nhạt tí, bởi vì chỉ có một thằng khoan, một thằng kiểm soát đám đông. Không, cái nhiệm vụ cướp xe RV á. Chả có gì. Một khoái trách. Tao nào kìa. Đứng chờ thôi, xem có chỗ nhà nào đứng núp. Ờ, cái nhà trại trang trại kìa. Đứng chờ ông ơi. Đây rồi, má thì mình chuyên nghiệp vãi men. Chào ơi, đang tới. Ủa, béo rồi. Đây, tôi đứng thẳng. Mặt nạ như này đó, cho nó giống người bị thương chút. Ơ, sao tôi không có mặt nạ ta? À, rồi. Xôi. Đừng phi vào nhá, Rồi. Nó kìa. Từ từ, nấp. Máy ông, anh em cover. Để tôi yểm trợ nhân đầu. Lấy sniper ra bắn. Nấp lại. Chuẩn bị chưa? Nào 1 2 3 bắt đầu nhá. 1 2 1. Không mà bắn mà nãy chưa chết thằng nào kìa. Hồ to vãi. Ui, thằng nào bay kìa. Xong bay như thằng này. Ờ. Thôi no. Ơ, nấp vô. Anh sao á? Uka nào không? Bình tĩnh thôi nhá, các đại ca. Quên không mặc giáp nhỉ, khô quên không mua giáp mà em. Xe sau à? Đâu? Nấp vô, đi đây. Mấy thằng lái xe sau kìa. Nè, tụi nó đây bên. Có xe tiếp kìa, đông lắm. Đâu? Lực cover đằng sau ấy. Có gì mẹ chúng nó móc lốp còn biết. Không được đâu, nên phải đi xe thôi. Cân nó. Ok, cái tới kìa. Kìa, béo nấp vô. Đâu, chúng nó đâu? Ở đây, thế rồi. Ủa, nó bắn nó nào rồi ta? Tao sợ nó rồi. Cứ nấp đây. Ôi, đau ấy. Nấp đây, tụi bắn rác lắm. Chủ béo rồi, bọc mình nhau VR rồi. Rồi, tôi ra đây. Khổ quá. Cứ phải bắt lỗi. Không, còn lấy xe đấy. Ủa, ông nào đây? Đâu? Ủa, thằng nào bắn kìa? Bên trái. Ủa, nó tới kìa. Ủa, chúng nó tới tiếp rồi, Có xe tới. Thôi, mà anh giải quyết đi, em lo nấp đã. Thằng chết mẹ rồi. Rồi. Ôi, tôi phục kích. Nấp vô. Ra bộ hàng à? Ôi, tụi má. Nấp đi, cứ đang chạy đánh cover thôi. Thôi không sao không sao. Còn có mạng cơ. Ôi tôi đứng ngay cạnh mấy thằng cướp này. Đồng thế nhỉ. Có 4 thằng càng mà. Càng quá. Cố gắng lại, anh em cố gắng lại. Rồi, chết rồi. Tay bên phải. Kìa, bên phải. Kìa. Thế rồi. Rồi, sao rồi. Đai. Này. Thôi để tôi Coca đâu? Uống máy phát nào? Xe. Đây để tôi. Ôi. Rồi. Kìa đang ô tô. Clear. Ôi. Hay quá. Hết. Ôi, chú hết pin. Trời ơi. Đều rồi. Chưa. Gì? Nổ kìa. Xe nổ kìa. Má, chú hết pin đúng lúc vãi. Nhanh lên. Một thằng nữa ở dưới kìa. Xong lên. Ok, clear. Xong lên. Ủa, Lee từ nha. Vẫn còn chỗ đấy. Nè,
Đây nè. Toàn máu á. Ông nào lái đây? Hưu vào lái đây để anh em đi xe hộ tống thôi. Đây. Giáp này. Lấy xe xịn vào mà đi. Có xài xe xịn, phải lái luôn chứ. Hình như xe này lái được 2 thằng rồi phải, hay 1 thằng gì á. Máy bay 1 thằng nữa sao á. Ui. Xem vào, còn một slot nữa. Không, còn một slot nữa. Thằng nào trong này này. Đi ra được ấy. Bắn thôi anh em này. Có thằng nào trong này này. Ở ship nấp bắn này đó. Tôi lên nhá. Rồi, lên nhá. Mày này. Lên này. Tính sao? Về sân bay. Ok. Mà nhiệm vụ khó thế. Tôi đỗ máy bay là tôi toàn phải thử. Kiếm xe đó. Công chạy về nhá. Nhưng mà sao không ai đi cả tôi vừa nãy đi. Cái nhiệm vụ này các bạn xác định là chơi lại là điều bình thường luôn. Nó khó như thế này cơ mà. Má chuyên nghiệp vãi. Lái góc nhìn duy nhất cho các bạn xem này. Đó. Đẹp chưa. Đồ. Đẹp chưa. Đó, cho các bạn xem nè. Đó, góc nhìn thứ nhất nè. Góc nhìn độc nhất vô nhị luôn. Ok, em đánh dấu đây. Sao ngoài đi cả tôi, má. Lái một mình run vãi. Team của chúng tôi đang đợi ở LSCA. À, LSIA. Giờ càng đi càng nhanh thì chúng ta mới càng gọi là cái công việc càng hiệu quả. Thì chúng ta phải mang cái con Velum, con con máy bay tên là Velum à, tới cái chỗ nhà. Má đi ô tô cũng lực lâu vãi, đi cái này mẹ vài chắc cũng mẹ vài phút. Đường thủy má, đường không hàng không. Đường thủy, vãi đường thủy. Lại máy bay dưới nước. Không. Hộp lực bá vãi. Má lực tập này highlight lắm men nha. Tập này lực tỏa sáng ấy, hơi nhiều pha highlight ấy. Outlay. Những pha outlay của lực cái Việt. Má lái sắp tới run quá ông ấy. Căn bản là tôi chơi offline ấy. Tôi chơi offline má tôi đáp như shit ấy. Tôi đáp phải toàn chơi lại 2-3 lần à. Bình tĩnh thôi nhá các thím. Má, ê, tự nhiên các ông chết chả sao nhiên. Các ông chết chả sao nhiên, đúng tôi chết phát má. Một thằng hại cả đội nhỉ, chơi lại. Vừa vậy. Quay lại từ đầu. Má. Thuê taxi đi cho nhanh đi. Thuê taxi, taxi chậm gấp 10 lần xe thường ấy bố. What the fuck. Đây, tới rồi. Ôi, cái sân bay này cũng dễ đỗ mà. Ủa, sao? Thôi giờ xuống là vừa. Mình sẽ cho các bạn thấy kỹ năng đỗ máy bay. Ôi lắc. Kỹ năng máy lộ đỗ máy bay của mình. Đó, thấy chưa? Đó. Các bạn phải biết là sau khi mà mình giải nghệ quay game ấy, mình sẽ làm phi công cho Việt Nam International Airport. Đó. Xong. Lái xong. Lái xong rồi cũng có cái vụ giống như máy bay Malaysia nữa. Vãi, MH307 à? Rồi giờ sao anh? Ê, hết rồi. Ờ, xong. Xong rồi. Rồi ok. Đó là may là cái nhiệm vụ này nó. Này, sơi. Ô, vãi, lực ấy, lực đồng đoàn. Lực đồng đoàn. Mình vàng đoàn. Tiền được bao nhiêu? Ôi cấp 46 rồi sướng vãi. Rồi giờ sao nữa men? Anh lực sao ướp. À, lực đồng đoàn. ông hài Dio chả làm gì tự nhiên lại được bạch kim bữa vãi. Nó gọi là làm ít hưởng nhiều đó men. Rồi tiếp tục thôi. Cả nhiệm vụ này cũng ngắn. Má thôi đi mua má nước ông ơi. À nước uống đi, mẹ ghê quá. Đi mua Coca đi. Thằng nào lên xe tôi chở nhanh này. Này còn một con ấy ở đây này, còn một con Lambo ở đây này, ai cướp chạy đây, nhanh này. Con này của tôi đây mà. Đây, vào đây. Ông Hà sao vậy? Đây. Vậy. Ê,
Ủa sao mẹ vãi ông thần. Ủa sao tôi đuổi ra đó? Thôi, không biết. Vô đi 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 đi. Storm đâu? Gửi tiền á, gửi tiền á. Ờ đúng rồi, gửi tiền nữa. Mà được có tí tiền, mẹ tôi được có gần 10.000. Tôi được 15. Đánh dấu cái cửa hàng đấy nhỉ? Ma xe băng. Đâu cửa hàng đâu ấy nhỉ? Mấy ông móc cái điện thoại ra vô cái ma xe băng cửa. Ờ thôi đi mua ấy đi, đi mua, mua đồ đã. Mắc cửa hàng rồi. Đây. Cửa hàng bên này. Có cái shop ở đâu ta? Đây đây tôi đánh dấu rồi. Đi theo mấy ông kia kìa. Ờ hả? Ủa mấy ông kia đâu vậy? Đấy, từ từ nhìn ông nhìn trên bản đồ có cái chấm trắng ấy. Bạn ông ấy. Rồi, đấy, ok. Đi theo kìa, đi theo kìa. Vào cái chỗ giỏ đồ ấy, có biểu tượng giỏ đồ là chuẩn ấy. Ơ sao vậy? Ông Hà vãi ô lắc. Ôi thôi, sao để tôi lái xe đâu Hà ấy. Má ông lắc vãi. Ô ô ô. Vãi ông Hà. Ông Hà lái xe bá vãi. Tôi lái bình thường mà. Vãi, bụp 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 bụp. Kinh như kiểu bong bóng, bóng nó đập nhau ấy. À tí ấy, bụp 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 tiếp vào xe ông Lực ấy. Ui đấy đấy đấy. Kinh vãi. Ủa, mình quanh nó, mình đi một vòng hả? Ông Lực quá. Đi một vòng mà đau tôi chứ. Ông Lực đi một vòng. What the fuck man. Cái này mới đúng nè. Đi vòng. Thôi tí Hà đi cả ông Huy nhá. Toàn là tôi là người quay là nó lát khó chịu ấy. Tí hai ông đâm bít nhau rồi đi nổ mẹ xe. Chết mẹ trên đường làm nhiệm vụ. Quân địch chưa thấy má chết mẹ trước rồi. Đấy đấy. Cái này phong cách lái xe. Phong cách lái xe chỉ có thể của Hà. Má giờ đứng im rồi men. Ô. Nhanh quá CPU của tôi không loát kịp. Ôi. Bữa mai. Ok, anh em nãy giờ ngồi đàm đạo đủ rồi. Giờ đi làm nhiệm vụ rồi. Đi thôi. Má nhìn ngầu mặt nhau chán mẹ. Ngầu tinh thần á. Thột. Lực nãy gì có gì hỏi tôi mà Lực. Ngồi tâm sự có gì hỏi tôi mà. Có hỏi là vợ con như nào thôi. Tâm sự của những thằng mạng lác. Rồi, rồi chúng đi. Ta sẽ quay trở về làm nhiệm vụ tiếp thôi. Bóng, một nhiệm vụ okay. Bóng cái này. Đây. Cái thứ hai trên cái thứ tư à? Hijack a prison transport bus. À, cho chúng ta phải đi cướp cái xe buýt của cái bọn bảo vệ, bảo mật của bảo vệ tối cao kiểu vậy. Để sử dụng cho cái lần tẩu thoát. Ok. Nó ở đặt ở ngay Sandy Shore. À, quê hương của Trevor trong chế độ offline. Thế là phải cúc bộ nè, à, nhằm mà cúc từ xa tới kia nè. Phải lìn. Này, đứng mắt đối mắt với ông Lực. Xem thử cặp mắt ai nhìn à. Xem thử cặp mắt ai nhắm trước nè. Vãi. Đau bụng. Coi thử ai nhắm mắt trước đây. Cái mặt ai bự hơn ngon đi nghe nè. Thôi vào phòng đi mấy ba. Vô đây. Để. Trong phòng mà. Sao tôi không thấy ai. Ê, trong phòng lên mà. Em ở trong phòng lắm mà. Rồi, tôi bị lag à. Vô. Yo, thay sao rồi, thay rồi, vô. Rồi, sao thoát mất một ông rồi? Ai thoát? Sao có mỗi ông Hà Ezio này? Chỗ ông Hà Ezio vô cũng mừng á. Sao? Thấy mỗi ông ý này, không thấy ai nữa. Đang lock mà. Vậy. Ông đang lock. Chết rồi, lại. Đây rồi. Không thấy gì cả. Đấy là tôi lag. Đây rồi. Đây rồi. Mừng quá. Rồi. Cướp xe buýt. Lúc nãy cướp máy bay rồi cướp xe buýt. À bữa. Cướp xe đạp. Mày một cái xe buýt bằng mấy chiếc xe đạp thôi. Ui, má nhìn ghê vãi mày. Ui, anh em lại mặc bộ cũ đây. Ủa, ông kia được cầm súng kìa. Đây, tôi sẽ lấy cái này. Cái này à, mình về sa mạc thì phải mặc ăn mặc có sa mạc tí không ơi. Ờ, dàn di nhỉ. Đây, dàn di đúng rồi. Đây, dàn di.
Ok. Ready, I'm ready. Ông lực. Ông lực. Ông lực làm Amumu. Amumu màu mà. Amumu trang phục. Đây, màu hồng cho nó hoàn tộc. Rồi, ok. Ok, trời cập nhật tí tình hình Hà Nội hiện tại đang mưa. Giống nhau. Có lẽ các bạn sẽ nghe tiếng mưa rất to. 4 thằng. Ông lực đi cuối cùng. Ông lực đi cuối cùng. Thể hiện cái độ tròn bựa nhất định. Rồi để tôi lái cho. Xe tôi đâu rồi? Má xem rồi. Rồi tôi đi với lực em Việt. Rồi rồi men. Đi ba xe được. Ok. Let's go. Xin lỗi bạn nếu mà có nghe tiếng bên ngoài vì trời đang mưa rất to. Nó đánh dấu nè. Ok, let's go man. Ui, hai con xe vàng này. Có kìa. Ừ. Ừ. Ôi, lực cứ bình tĩnh để tôi lái nhá. Giờ đi ăn chắp con xe buýt thôi. Nam Minh cùng lên xe buýt. Trời. Tao biết mày nghĩ gì. Chúng mày nghĩ là ăn cắp cái xe buýt sẽ rất là dễ. Nhưng mà tin tao đi đâu phải đâu. Hình như mình phải béo như mặc đồ phải. Anh em sinh đôi. Khác mỗi gương mặt. À, hai ông thần kêu may à, lần này chạy máu vậy. Xe nhẹ hơn. giảm ông Hà ấy. Ông Hà chậm. Ồ, quay 360 độ. Kinh chưa? Kinh gì trong mặt này nghệ, không? Nghệ thuật vãi. Được rồi, tôi có thể nhờ ông làm GPS cho tôi được không? Ok, có cái trên kia kìa. Không, nhưng mà tôi muốn có miệng nói cơ. Kiểu rẽ phải, okay. Rẽ trái xong tinh một cái như kiểu hệ thống GPS ấy. GPS của ô tô thật ấy. Đấy, bây giờ rẽ trái rẽ phải ông bảo tôi một câu. Rẽ phải. ông phải tinh một cái nữa sau mỗi lần bảo rẽ. Như kiểu rẽ phải tinh. Ơi, đeo mặt nạ. Rồi. À, cái xe buýt trước mặt rồi. Ping đi thẳng. Ôi, chúng nó có một cái hệ thống chúng nó có thể một cái hệ thống phòng thủ rất là kinh ở trong cái xe đấy. Không biết là cái gì, vũ khí hạt nhân à? Nhưng dù sao thì nó phải đuổi. Bơ phải giết thằng tài xế. Ô, nó đi đằng này mà. Kìa, bấm R focus. Ô, có thằng thằng kìa. Thế. Ui đấy, thấy chưa? Ủa, khó vào rồi. Ui, xe xong sân mà, nó bắt học sân à? Ai chuẩn bị ai, chuẩn bị ai? Ôi, vãi. Bắn à hay sao? Ừ, giết thôi. Cướp. Bắn đi ông ơi, cẩn thận cái xe. Ủa vãi nhìn. Này. Giết nó đi. Nhanh lên. Nhanh lên, go. Rồi đi, vô đi. Rồi tôi xuống đây. Thấy rồi nhá. Từ chờ tôi. Nhanh, lúc có đây. Vào đi. Ủa 3 sao à, vãi đi. Lái về ông ơi. Chặn đầu ai, cảnh sát mà chặn đầu ai. Nó chặn đầu mình thì khó. À thôi. Để tôi xuống. Tôi lấy cái bazooka tôi bắn. Không, bây giờ phải trốn thoát cảnh sát rồi á. Trốn đi, cứ đi. Ai đó, ai đảm gì mà cái vị trí đó. Chạy lẹ nhanh lên. Go. Nó bảo là ủa vãi. Tôi ở đâu? Ủa chết, quay lại đón tôi cái. Quay lại đón tôi chết. Đây. Sao đi bắn kìa? Tôi định bắn trực thăng. Đây. Nhanh lên, nó đuổi kìa. Rồi, đi. Chạy đi. Má. Tôi cốp lại. Huy ở lại chết. Ông Hà ơi. Ui, nó bắn kìa. Ui, má nó bắn kìa. Mẹ, làm sao?
Rồi, hồi hồi nửa cây rồi, cứ đi đi, cứ đi đi. Má ghê vãi, nó có trực thăng khổ, khó mất tầm nhìn lắm. Ủa ông Hà, ông Hà ông lái. Má ông, xe mít ông lái như là xe đua mẹ kinh quá. Mắc gần quá. Cứ đi đi, cứ đi đi. Đâu, mà máy bay đâu, máy bay đâu. Sân xe à? Sao thế? Không sao đâu, không sao đâu, cứ đi đi. Sao giờ đến góc mà sắp rồi. Để tôi bắn vào lốp, để tôi bắn vào lốp. Chúng ở đâu rồi, chúng ở đâu rồi? Đờ mờ đúng rồi. Chết, một thằng. Còn máy bay, còn máy bay. Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi đi. Tôi cover cho. Thằng máy bay không bắn được cũng không có cái gì. Anh như ông não đi vô hướng của anh. Vô hướng vô định. Vô. Để tôi lái cho. Ở sao này? Lái đi, tôi sẽ lái cho. Cái gì vậy? Vãi. Đi 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 đi. Hy sinh cũng được. Thì không được. Bây giờ phải chưa, phải đi xa chỗ này nó bảo thế. Đi đi cứ nhìn chỗ nào mà. Cứ đi đi cứ đi đi. Cứ đi tôi chặn cho. Tôi chặn cho. Sao đấy? Ê, cái gì? Đây, đuổi tao này, đuổi tao này. Đừng lo, cái này không lật đâu lo. Rồi đi đi. Tôi đi tôi đi đằng sau tôi cover cho. Bắn 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 đằng sau, bắn đằng sau Huy ơi. Đúng rồi, bắn đằng sau. Ủa vãi. Huy. Sao có nhà giờ nó cái gì rồi? Ê, rẽ đi. Đi đi đi. Rồi. Đó kìa, đó kìa. Mắc. Ôi. Đang chuẩn bị mất tầm nhìn rồi kìa. Nó phát hiện. Rồi đi 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 đi. Nghe nào nãy chúng rồi nãy chút xíu nữa nó rẽ. Chạy đi anh em, để tôi hãy để tôi ở lại. Không được rồi. Quẹo quẹo quẹo. Quẹo quẹo hướng này. Ồ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Dừng lại. Đợi thằng cảnh sát đi hướng kia rồi. Đó. Rồi, ok rồi. Đâu, nó đi hướng kia kìa. Đi thắng rồi. Không phải hướng kia đâu. Rồi, ok. Rồi tôi đi đường khác đi, tôi đi đường khác. Nó quẹo mình á. Thì nó quẹo kia. Đâu nó quẹo đâu? Đâu nó thấy đường rồi. Rồi tôi mất hướng rồi, tôi mất ấy rồi. Tôi mất rồi. Từ bên kia có thằng kìa. Tôi bị chúng nó mất hướng rồi, chúng nó mất tôi rồi. Đi. Rồi tụi nó đi hướng khác rồi á. Coi chừng. Ui, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Tôi đuổi kìa. Tôi đuổi. Đuổi nổ này. Ông này. Tao đây này, bắn tao đi. Rồi, chạy, cứ chạy đi. Bắn tao đi, mấy thằng chó. Huy của tôi ở lại. Huy cả Huy của tôi ở lại Huy. À nó đi. Cứ đi. Cứ đi. Cứ nghe là tôi đi. Cành né. Hồi đây rồi. Đi đi Huy ơi. Ô cứ đi. Lu này. Nhanh lên. Rồi. Ui, đi băng ống kia kìa. Chạy. Ủa nó tăng hai đầu rồi. Đi băng ống kia. Má tưởng hai ông kia thoát rồi lại bị chặn tiếp. Ôi má nó chặn đầu. Cút. Đúng rồi. Tìm được gì ta? Tìm được chỗ cover, chỗ nấp thì xuống cái đường thẳng thẳng đi, cái đường này nó chậm lắm. Chỗ ông đọc như cái gì không? Đây rồi, đi đường này nó thẳng hơn này. Ở đằng trước hình ít. Quẹo cái sao đi hướng đằng sau kia. Để tôi cover cho, cứ chạy đi. Còn thằng nào nữa? Rồi chạy. Chạy. Ok. để tao đứng tao chặn. Ui, má, cái gì đây? Ui, mẹ, chụp cái xe cảnh sát đi, mẹ, kinh quá. Kìa, đi thắng. Rồi tôi chạy đường riêng đây. Đi thắng, đó. Má, chơi đồng đội. Nó căn hướng này, tụi nó không nhìn vô đâu. Đâu chừng lại chừng lại đứng im bên luôn, còn tụi nó mới vô không? Tụi nó vô rồi chạy. Không nha. Không nghiệp.
Thái ông Hà đi bóp hai đồ xe của tôi rồi, phát lên đấy. Im im, tụi nó không vô kìa. Nhìn cái đầu xe nó tê kìa. Anh kia vô coi. Rõ không? Đâu kia? Rồi rồi rồi. Ôi, quay đi, đi, team Lusakov kìa. Đây. Tôi còn tôi. Tôi đánh lạc hướng cho các ông ấy. Các ông không biết mười mấy cái xe đằng sau tôi đâu. Má ghê vãi. Đây, tôi xuống đây, tôi đang mon men đây. Quá, nhiệm vụ này hay vãi. Như phim hành động ông ạ. Rồi, xong rồi. Cho bạn tự xương vãi. Này, tự xương phát này. Mẹ, xe. Cái siêu xe. Đâu vậy? Rồi, xong rồi. Yeah. Đi. À, đang tự xương cái siêu xe. Đây, vô. Mẹ, xe tôi thành cái đồng. Rồi, đi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau để đưa cái xe buýt về cái chỗ địa điểm của chúng ta. Đơn giản, vừa lờ. Công nhận trăm nghe không mà mắt thấy không để lát dễ sợ luôn. Lát ốc lực. Quả giọng bất lực vãi. Ok thế nào kìa, dễ ổn. Không kia đâu. Tôi còn tôi nữa, tôi ông, đang ông cái ông xe bớt rồi, ông vô gì không? Phía xe đâu? Bảo xe đâu? Xe đấy. Đó sao xe đằng sau ấy kìa. À xe lái chậm mà. Vậy xe đi chậm lắm. Rồi để tôi lên tôi xem mà. Đây tôi sẽ canh chỗ này. Nên tôi theo dõi đi cả ông. Thôi thôi, để tôi chụp ảnh từ sướng cái. Có chụp từ sướng trong xe đâu, nó từ sướng. Đâu? Xe buýt đâu? Đây xe buýt đây rồi. Vừa to quá. Vừa to quá. Hiện tại trong game nắng nhưng mà má ở ngoài mưa to vãi. Mình đã ngửi mùi đất. Ừ, tôi cũng ngửi thấy mùi mất, mùi đất, mùi mưa. Mùi mùa hè. Đây hộ tống, đây là người gọi hội tống nhỉ. Đứng im coi chụp ảnh này. Đó. Phẹt. Xời. Lưu lại đi. Lưu lại đi. Rồi. Má, thay các thanh niên sống ảo là... Nhiệm vụ mà, phim ảnh nhiệm vụ đúng kiểu điện ảnh vãi. Đây là, đây chúng ta đặt là Fast 8. Má. Ok, chốc trả tiền xe rồi nhá. Học hết xe rồi. Rồi ok. Đi. Ui xe tận có lật xe. Mày hôm nay đi xe mà lâu dễ sợ. Xe tôi chồng. Xe rồi, mày mình chồng cái xe buýt chán vãi. Nào 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 đông. Rồi. Má nổ phát là xong hết lực ơi. Mẹ giỡn. Xong. Công an bắn. Oh yeah. Yeah. Thằng nào đấy thằng. Bố thằng gà kia. Mẹ vất vả vãi. Nó ra nó lừa mình cái. Mẹ thằng chó. Không có tiền tiếp. Rồi. Ok. Đây cũng là phần setup rồi. Cũng là setup rồi. Oh yeah. Lại lực lại đồng đoàn. Mẹ mình ngồi mình chỉ thi mấy thằng này. Mình có làm nhiều có. Mình ngồi chỉ thi nổi cái ông Huy cái mất mạc rồi. Mình ngồi mình nói nhiều với chú Hy anh em mày có làm gì đâu có. Cuối cùng đồng ranh đồng đoàn. Oh my god. Ủa mưa to quá. Là nó làm mà kiểu chú Hy anh mày lắm. Mày cái mỏi, mày cái mỉ nhưng mà đồ mày. Mày cái mỏi. Nói chung đây là một cái nhiệm vụ theo mình đánh giá rất là hay. Rất chuyên nghiệp và có tính đồng đội rất cao. Như bạn thấy xem của mình đứng ra mình hy sinh má cho mẹ gần cả chục cái xe mẹ công an nó đứng đằng sau đít má hết hồn. Thôi à, đây cũng là một nhiệm vụ khá hay, vất vả nhưng mà hay. Thì mình nghĩ là mình sẽ gặp lại các bạn ở cái tập sau. Xin lỗi bạn vì cái thời tiết hiện tại nó không ổn định lắm cho cái việc mình quay, nó hơi ồn mưa. Mình sẽ gặp lại các bạn ở tập sau và chúng ta sẽ chơi tiếp cái nhiệm vụ giải thoát cho cái thằng người Nga. Ok, hẹn gặp lại sau.